tai nạn giao thông là hiểm họa của toàn xã hội. Để phòng ngừa tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm pháp luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm và lương tâm khi tham gia giao thông, vì sự an toàn cho mọi người và chính mình. Câu hỏi dành cho tất cả mọi người. Có những lúc vội vàng bất cần. Có những lúc quá vui, quá say. Bạn đã thật sự tôn trọng luật giao thông chưa? Tình leo qua giải phân cách, đùa cợt với tử thần. Lấn trái đường, đối mặt với cái chết. Đi ngược chiều, nguyên nhân của tai nạn giao thông. Say rượu, bạn đồng hành của thảm họa. Chết trên đường là việc có thể tránh. Hãy bảo vệ chính bạn, vì cuộc sống chỉ có một lần.